bốn anh em, cabin sơn zin luôn. Taxi đẹp. Taxi cam kết là không có một cái nhức nào cả. Đấy, taxi đấy. Cái này chỉ có về đi làm thôi. Vuông vắn đẹp hết. Chưa một thì chưa ta cabin đấy. Công khai em này với anh em là 220 triệu nha. Quá thương lượng cho anh em đến xem xe. Cam kết máy ngon, cầu số ngon, số ngon. Xe đẹp luôn. Anh em nào chạy thì là công trường thì kệ, cứ để này được. Hay là chạy gần được. Lốp đẹp luôn, taxi này, nhìn nó không rau biết rồi.